Đây là những cái mẫu lồng đèn mà sau khi đã hoàn thành nha cả nhà. Cái cầu mẫu nào theo? Những cái phần quà này là của anh Dương Duy Minh. Anh đem xuống hôm qua, giờ là mình bỏ đây. Cái này anh cất kỹ mấy cái nhỏ nó gặm hết rồi. Anh chị rồi xuống phụ làm coi. Có chỗ ngồi. Tại đây nè, ngồi phụ làm đi. Lâu rồi xé xé vô miếng em hầu cho lấy hết cho mình. Xé vô thủy á. Cho lấy hết cho mình, xé vô luôn. Rồi, cái này. Mắt con ốc là thiếu con đó, mắt tròn nè.
biết sao em lại bệnh ngược. Giờ mới rút ra mình lại. Bên đây nó làm hết mấy cái lên không? Đúng mấy cái hả? Chứ tâm nha, con ngồi yên không thận những cái mắc đồ này. Mắc một ốc là thiếu đó. Ui, bên đây tương thân. Anh Thiệt làm được không? Từ giờ anh thấy là không có được rồi đó. Wow, tự nhiên nha. Hay dễ mà. Chiều lại mưa hết thì chưa luôn ha. Ngày mai là ngày vui, mấy nhỏ mà mưa thì sao vui ta. Dặm thôi, mai nắng đi. Em thấy tình hình này vậy á. Nắng nổi. Mưa ngày hôm nay nó thấp cũng gì rồi. Dễ mà đi mò. Không, mới đầu mình chưa lên, chưa quen thuận tay đó. Cái bẻ đại đi không cách đâu. Bẻ thoải mái. Ông lấy rau hôm nay cắm cầm bài kia đi. Cắm cầm bài bà đi. Mặt con chim là gắn mặt chim là mặt con gấu. Không sao mặt con gấu, ai lại gắn mặt con gấu với mặt con chim. Lấy rau này cắm cầm bài kia. Làm khác cũng được hả? Được mà, cây á. Mắt cái cầm gì, mắt cái đẹp.
chứ. Em quên gánh cái cọc cái lỗ vô rồi. Nằm chỗ nào ta? Gắn pin anh ta, gắn pin liền ba. Ngày mai là mấy chục cái này, ngày cái nhá. Đó, chết đuối luôn quá. Cái này giống như nó đắt vậy anh. Cái này nó đắt sẵn hả?
mình làm cho bỏ cái sau anh. Là còn bên đây. Đừng có giận ta. Thái nè. Nhớ vô trước mặt thì là vô dây để ngồi mà có vô. Ủa, xong rồi. Thái là đúng không? Thank you.
chừng quá. Chơi một cái được rồi. Con chơi một cái thôi, còn để cho mai ngày mai cho mấy bạn. Sao rồi hả? Dở
đầu dư được. Con chơi nè, chơi cái rồi nha. Xong rồi cả nhà. Bây giờ công đoạn cuối là bỏ pin vô nữa là xong. Thời tiết ở đây mưa cả ngày luôn, không biết ngày mai ra sao nữa.